Hello, konnichiwa. Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với bài học tiếng Nhật cùng Thảo Lê. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng học một cái cụm hyogen, đó chính là ki no se. Ki là trong từ kimochi, là những cái cảm giác của chúng ta đúng không ạ? Se này chúng ta sẽ liên tưởng đến một cái mẫu ngữ pháp của N3, đó là se de hoặc là se ka, để đưa ra cái nghĩa là tại vì một cái gì đó hoặc là có lẽ tại vì một cái gì đó, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta được cụm từ là ki no se, nó sẽ được sử dụng khi nào? Ví dụ như là khi mình đi vào một cái ngôi nhà nào đấy không có ai cả, thế nhưng mà đã thấy cày được, mình cảm giác như là có ai đấy ấy. Người bạn mình mới nói là ki no se desho. Thì ở đây á, ki no se nó sẽ thể hiện cái nghĩa là chắc là chỉ là cậu tưởng tượng thế thôi, cậu cảm giác cậu tưởng tượng thế thôi, chứ còn thực tế nó không phải. Hoặc ví dụ như thế này nhá, trời ơi sao tôi nghe thấy cái âm thanh gì lạ lắm, hen na oto ga kikoetan dakedo. Mata, tôi chẳng nghe được cái gì cả. Nani mo kikoe nakatta yo. Chắc là tại cậu tưởng tượng ra, cậu cảm giác như thế thôi. Kinose da yo, đúng không? Vậy thì chúng ta có cụm từ kinose. Thực ra thì mình nghĩ là mọi người cũng có đôi lúc nào đó các bạn sẽ cảm thấy là kiểu như là thần hồn nát thần tính ấy. Tự nhiên mình cảm giác mình tưởng tượng ra một cái điều gì đó mà những cái đấy nó có thể là không phải thực tế, đúng không? Kinose da yo, chỉ là cậu tưởng tượng thế thôi chứ không phải thật đâu. Hoặc là có thể được dùng ở cái dạng câu hỏi, trời ơi, hôm nay cậu có thấy lạnh không? Kiểu, nan ka samuku nai? Hay là tại tớ cảm giác như thế nhở? Ki no se? Atakai ho da to mou kedo kaze janai? Tớ lại cảm thấy là ấm cơ. Atakai ho da to mou kedo. Thêm cái ho ở đây ấy, thì nó sẽ thể hiện cái nghĩa là không phải là lạnh đâu, mà thậm chí là tớ còn nghiêng theo cái phía là tớ cảm thấy là atakai, ấm cơ. Chắc là cậu bị cảm cúm đấy. Kaze janai. Và ngoài ra thì chúng ta còn có một cái cách nói, đó là ki no se ka. Các bạn còn nhớ về cụm từ se ka không ạ? Chúng ta có se thế là tại bởi vì một cái gì đó. Nhưng bây giờ nếu như chúng ta dùng với se ka thì cái ka này trong cái nghĩa là kamoshire nai, có lẽ là tại vì, tabun đúng không ạ? Có lẽ là tại vì cái đó. Thế nên là các bạn cũng có thể bắt gặp cái dạng là ki no se ka và đằng sau ấy đi với những cái dạng như là yo, đúng không? Để thể hiện cái nghĩa là thực tế là có thể là sẽ không phải như vậy. Jisai wa sou dewa nai no ni. Thế nhưng mà do những cái ví dụ yếu tố về tâm lý của chúng ta, đúng không, nên chúng ta có cảm giác như vậy. Sono you ni kanjirareru. Ví dụ như thế này, có lẽ là do cái cảm giác của tôi ấy, chứ sao tôi dạo này tôi thấy cô ấy kiểu như là không được vui vẻ. Watashi no ki no se kamoshirenai kedo kanojo saikin genki nai yo ne. Đó. Thì khi mà chúng ta dùng với se ka thì thường là sẽ là ki no se kamoshirenai kedo hoặc là ki no se ka, đúng không? Để thể hiện cái sắc thái là tabun, có lẽ như vậy, đúng không? Mình không chắc lắm đâu, nhưng mà có lẽ là do cái cảm giác của mình thì thôi, đúng không? Và vế sau là cái vế mà người ta đưa ra cái sự việc mà mình cảm giác như vậy. Như vậy là chúng ta đã cùng tìm hiểu về cái cụm từ ki no se. Thực tế thì cụm từ này cũng được sử dụng khá nhiều trong giao tiếp. Nên lần sau nếu như mà chúng ta cảm giác thấy một cái điều gì đó, có thể là thực tế nó không phải, nhưng mà chúng ta cứ có cảm giác như vậy, đúng không? Jibun no kokoro no jōtai, đúng không? Cái trạng thái ở trong cái suy nghĩ, trong cái tâm tính của chúng ta là cái nguyên nhân đấy. Chắc tại là tớ tưởng tượng, hoặc là chắc tại là tớ cảm giác linh cảm đến như vậy, đúng không? Ki no se. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học tiếp theo.